Và kính thưa quý vị, nhà hàng Việt Nam giới thiệu pizza hòa bình, Ấn Độ, Pakistan, Hoa Kỳ, Trung Cộng và Do Thái, Palestine. Đây là tin tức đến từ New Delhi, Ấn Độ. Theo một bài đăng ở trên Twitter của ký giả có tên là Michael Tatarsky, là một nhà hàng pizza ở Việt Nam giới thiệu một biến thể mới có tên là pizza hòa bình, Ấn Độ, Pakistan. Kính thưa quý vị, Pizza for Peace một nhà hàng tại Sài Gòn được cho là giới thiệu ba loại pizza hòa bình và hai hương vị còn lại là pizza hòa bình Trung Cộng, Hoa Kỳ và pizza hòa bình do Thái, Palestine. Những chiếc bánh pizza này bao gồm lớp phủ bên trên tương ứng với các phong cách ẩm thực phổ biến của các quốc gia. Chẳng hạn như là bánh pizza Ấn Độ Pakistan là sự kết hợp của Delhi Palak Paneer và Karachi Chapli Kebab. Còn bánh pizza trung cộng Hoa Kỳ thì bao gồm có Shanghai-Shrimp và New York Buffalo Chicken. Trong khi bánh pizza hòa bình giữa Do Thái và Palestine thì kết hợp Tel Aviv Zata Hummus với Ramallah Musakhan là một món gà của người Palestine. Trong bài đăng ở trên Twitter thì ông Tatarski cho biết nhà hàng tuyên bố rằng nếu những hương vị này có thể sống cùng nhau trên một chiếc bánh pizza, chắc chắn con người có thể chung sống hòa bình với nhau. Theo trang web của Pizza For Peace, thì nhà hàng không chỉ muốn trở thành một nhà hàng pizza tuyệt vời, họ còn muốn làm cho thế giới mỉm cười vì hòa bình. Kính thưa quý vị, For Peace trong tên gọi của nhà hàng là viết tắt của chữ For Peace cho hòa bình, kính thưa quý vị. Và ý tưởng về hòa bình của nhà hàng là sống hạnh phúc với cái nhìn tích cực về cuộc sống, trong khi tâm hồn và thể xác luôn bình yên loại bánh pizza này được giới thiệu vào thời điểm căng thẳng giữa hoa kỳ và trung cộng đang ở mức cao nhất mọi thời đại do đại dịch covid-19